giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân vận động Quảng Nam, nơi sẽ diễn ra trận đấu sớm nhất của vòng 2 giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 World Star V-League 2. Trước mặt chúng ta sẽ là bảng so tài hấp dẫn giữa ứng viên vô địch Quảng Nam và Tân Binh Hòa Bình. Quang Tú là cầu thủ trẻ tới với câu lạc bộ Hòa Bình từ lò đào tạo của câu lạc bộ Nghệ An. Đây là cơ hội mở ra dành cho Văn Trạng, không được. Phản xạ của Tuyên Quang đã cứu thua cho Hòa Bình trong tình huống đối mặt. Võ Ngọc Đức chuyển trả lại Ngọc Đức, không vào. Một tình huống dàn xếp tấn công ấn tượng của câu lạc bộ Quảng Nam. Và thêm một lần nữa, thủ thành Vũ Tuyên Quang tỏa sáng để cứu thua cho câu lạc bộ Hòa Bình. Tránh chấp nguy hiểm, Quang Tú và cho bóng vào, đánh đâu không được. Người đã băng vào trong pha bóng vừa rồi là Nguyễn Hùng Mạnh, nhường lại thế trận dành cho đội khách. Và những tình huống dàn xếp tấn công đang liên tục xuất hiện ở phần sân của Quảng Nam. Võ Ngọc Đức rất nguy hiểm, tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà Quảng Nam. Lê Văn Hưng là người đã điền tên lên bảng tỷ số. Trung vệ có chiều cao 1m87 đã giúp cho đội chủ nhà Quảng Nam có được bàn thắng. Lê Văn Hưng, đây là cơ hội, không được. Suýt chút nữa tỷ số là 2-0 dành cho đội chủ nhà Quảng Nam với pha băng xuống của Nguyễn Văn Trạng. Khá nguy hiểm, chưa thể có được bàn thắng thứ hai. Một tình huống tiếp cận ở cột gần của cầu thủ bên phía Quảng Nam. Bóng đã chạm vào đầu của Lê Văn Nam. Nam Trường, bóng vẫn tới được vị trí của đồng đội. Bình tĩnh dứt điểm, không vào. Tưởng như đó phải là một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hòa Bình. Cơ hội thuộc về Gia Huy. Pha bóng cho thấy sự bình tĩnh của Gia Huy. Nhưng cú dứt điểm của Gia Huy vẫn đi chệch khung thành. Rất tốt, Văn Trạng. Và quả người liên tiếp của Văn Trạng và tung ra cú dứt điểm. Nhưng bóng đã chạm vào chân của một cầu thủ Hòa Bình. Tống Đức An vẫn đang có những lời chỉ đạo gặp các đồng đội chơi tập trung, khá nguy hiểm. Đội khách sẽ có thêm quả đá phạt góc tiếp theo. Có thể thấy những tình huống cố định không phải là điểm mạnh của đội bóng Tây Bắc. Hòa Bình sẽ chắt chiu những cơ hội của mình. Văn Thắng rất nguy hiểm. Như vậy là 3 điểm đầu tay đã thuộc về ứng viên vô địch Quảng Nam. Một trận đấu đầy khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.